Chào bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu cái viên pin than của hãng pin Fujitsu, là một thương hiệu pin của tập đoàn FDK rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Cái hộp này thì đóng gói là 10 vỉ, mỗi vỉ là có 4 viên. Bao bì bên ngoài khá đơn giản, ở bên trong nó sẽ thấy có 10 vỉ, mỗi vỉ 4 viên như thế này. Đây là dòng pin tiểu, kích cỡ 2 chữ A. Đây là có ký hiệu là R6 đấy, điện thế là 1,5V. Thì cái pin này đặc trưng bởi màu xanh. Đây là cực dương này. Và cực âm. Cực âm thì sẽ in cái hạn sử dụng, ví dụ đây là 2026. Vỏ này là vỏ kim loại nên đem cho chúng ta cái cảm giác rất là yên tâm khi sử dụng. Chữ nghĩa rõ ràng này, pin chính hãng mà, và được sản xuất tại Indonesia bởi tập đoàn FDK, Made in Indonesia. Do thế vì này vì 4 viên. Thường được sử dụng cho các thiết bị như là điều khiển từ xa hay là các thiết bị cầm tay. Và nó cũng khá bền nên các bạn có thể yên tâm sử dụng mà không hỏng thiết bị. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới những cái mẫu pin của Fujitsu, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.